Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện cầm tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 196 Thống khoái hết giận 3 Kỳ thật lý ma ma, phỉ thúy và bọn người bên cạnh đều nhìn ra được tạ thị đây là đang cố gắng trông đỡ. Nhưng nay đã như vậy, không mạnh mẽ trông đỡ cũng không còn cách nào khác. Lý Tư đã tiêu tiền mướn rất nhiều người dọc theo sông tìm kiếm, thậm chí treo giải thưởng tìm kiếm, chỉ cần thẩm mậu còn sống, tất nhiên có hy vọng tìm trở về. Có một việc, tạ thị cùng Vân Khanh ý kiến giống nhau, các nàng muốn nếu còn sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, tuyệt không muốn giống nhà kia, nửa tháng không thấy người sẽ làm tang sự. Vân Khanh luôn tự nói với mình, phụ thân ở kiếp trước chưa từng gặp nạn, vẫn yên ổn sống đến vài năm sau, cả đời này cũng sẽ không thể gặp chuyện không may sớm như thế được. Toàn bộ thầm phủ mặc dù không ai nói ai, nhưng cũng là mây đen bao phủ, nhưng tin tức như thế đã rơi vào trong tai tạ di nương, quả thực giống như tiếng chuông reo vui đang hò hét trong lòng. Từ sau khi bà ta truyền ra thẩm gia, cùng tạ thị ít có qua lại, nhưng trong thâm tâm bà ta vẫn cho là tạ thị luôn tự cao tự đại, cố ý ở trước mặt bà ta lên mặt, trong lòng bà ta rất không thoải mái luôn muốn tìm một cơ hội công kích Tạ thị. Hôm nay, ông trời đã cho bà ta cơ hội. Vì thế bà ta mang theo vi ngưng tử đến cửa cầu kiến. Tiến vào trong phủ, bà ta liền nhìn nhìn trái ngó phải không ngừng nhíu mày, đợi vào trong phòng Tạ thị, liền lớn tiếng nói, "Tỷ tỷ a, à, hạ nhân trong phủ các người là làm sao vậy? Tại sao trong sân còn treo đầy lồng đèn đỏ? Đây không phải là có ý định bất kính với tỷ sao?" thật sự là rất không có giáo dưỡng rồi. Ta không biết là có chỗ nào không đúng. Tạ thị thần sắc thản nhiên ngừng đầu lên nhìn tạ di liếc mắt một cái, đáy mắt có chút sắc bén. Tạ di nhìn tạ thị, chỉ cảm thấy bà đang gắng gượng chống đỡ, ra vẻ như ngươi không nói ta cũng biết, ngồi xuống ghế bành bằng cây từ đăng khảm hoa hồng bên cạnh, cầm khăn điểm điểm dưới mũi nói, tỷ tỷ cũng đừng thương tâm, nay toàn thành người nào không biết tỷ phu đã xảy ra chuyện. Hơn nữa ba nhà khác cũng đã sớm làm tang sự, cũng chỉ còn tỷ tỷ, chống đỡ không làm tang sự cho tỷ phu, cũng không biết tỷ tỷ ăn cái gì tâm a. À. Tạ thị nghe xong những lời này, hết sức không thoải mái, cái gì gọi là không làm tang sự cho thẩm mậu, trước kia đối với muội muội này bà không cảm thấy chán ghét đến như vậy, như thế nào hôm nay lại hận không thể lấy châm đâm nát miệng của nàng. Tạ thị nhất thời tức giận nói, người nói chuyện vẫn nên chú ý một chút. Tỷ phu ngươi quan phủ còn chưa nói cái gì, nay còn đang nghĩ cách cứu viện. Tạ Di biến sắc, không nghĩ tới Tạ thị sẽ phản bác lại bà ta mạnh mẽ như vậy, bà ta không biết mấy ngày này tính cách ngoài mềm trong cứng của Tạ thị phát huy bao nhiêu phần, lại đến gây chuyện với Tạ thị, tuyệt đối không có kết quả tốt. Tỷ tỷ người nói lời này thật không đúng, đá lở lớn như vậy lại bị trôi xuống sông, nếu nói tỷ phu không bị cuốn trôi thì cũng quá kỳ quái tỷ cứ như vậy không chịu làm tang sự có phải hay không sợ bị ta cười tỷ a à, sẽ không ta sẽ không cười nhạo tỷ dù sao ta cũng là quả phụ tỷ cũng là quả phụ tất cả đều giống nhau thôi tạ Di càng nói càng quá đáng lý ma ma nghe mà liên tục nhíu mày nhị tiểu thư này thật sự là đầu óc bị choáng váng rồi sao này thẩm phủ xảy ra chuyện bà ta không đến ăn ủi tạ thị thì thôi lại mở miệng câu câu đều nguyên rùa thẩm mâu vân khanh vốn đang ở chính sảnh với tạ thị lúc này cũng ngồi trong phòng vừa nhìn thấy tạ di cùng vi ngưng tử tới hai mắt liền giống như chứa băng hàn hai mẹ con này vào cửa liền sẽ không có chuyện tốt quả nhiên tạ di câu câu phun ra đều ác độc vô cùng cũng không có một chữ tốt gì là làm quả phụ làm đến nghiện sao như thế nào lại muốn người khác cùng làm với gì chứ vân khanh lạnh lùng cười nói biểu muội người đang nói cái gì mẹ ta là trưởng bối của ngươi, ngươi lời này một chút lễ tiết đều không có, tôn giả kính trẻ ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Vì ngưng tử vốn là tới xem kịch vui, nàng ta vốn không có ý định mở miệng, đến xem thảm trạng của thẩm phủ cũng là việc tốt. Nay vi phủ đã từ từ xâm nhập vào được xã hội thượng lưu ở Dương Châu, mà thẩm ra, nếu thẩm mậu thực sự đã chết, gia nghiệp lớn như vậy lại không ai quản lý, rất nhanh sẽ suy tàn đến lúc đó thẩm vân khanh một thương nữ đã mất cha, sao có thể so sánh với nàng ta? Chỉ có thể so với nàng ta còn thảm hại hơn thôi. Biểu tỷ nói rất đúng, tôn giả kính trẻ này nọ của ta ở trên người gì là không có lấy một chút, gì vừa vào cửa liền đối với tỷ tỷ miệng đầy ác ngữ, nguyền rùa tỷ phu. Muốn ta tôn giả kính trẻ, có thể, nhưng cũng phải xem người kia có đáng để tôn kính hay không. Vân Khanh cũng không cùng vi ngưng tử khách khí, người như vậy không phải da mặt dày là căn bản không có da mặt tạ văn uyên đây là cách ngươi dạy dỗ nữ nhi ngươi sao nói ta miệng đầy ác ngữ nàng vậy thì có hơn gì ta tạ di nghe vân khanh mắng bà ta rốt cục nhịn không được bốc hỏa nàng là nữ nhi của ta tạ thị biến sắc tạ di thế nhưng trực tiếp gọi tên của bà ngày thường bà tính tình quá tốt rồi mới để cho thứ muội này quá đáng như thế a phi nữ nhi của ngươi thì sao vừa rồi ta một câu nói cũng không sai thẩm mậu đã chết nay thành dương châu người nào mà không biết ba nhà khác đã sớm làm tang lễ chỉ có ngươi mỗi ngày còn mặc đồ đỏ bận rộn ở trong này làm ngơ lời rêu dao nói như thế nào thì thẩm mậu trước kia đối với ngươi cũng không tệ lắm nay ngươi thế nhưng lại đối xử với hắn như vậy nếu hắn sau khi chết biết ngươi có bậc này đức hạnh không chừng sẽ hối hận không kịp Tạ Di sảng khoái đem những lời trong lòng mắng ra. Tạ Thị nhìn chằm chằm bà ta, món tay cầm lấy đệm lót dưới thân, tức giận đến mũi thở phì phò. Tạ Di mắng đúng là sảng khoái, thấy Tạ Thị không nói được lời nào, cho là mình đều nói chúng, nói tiếp, ta cho ngươi biết, ngươi cho dù không làm tang lễ thì sao, người nào cũng biết ngươi là quả phụ, ngươi cho là chính ngươi so với ta cao thượng hơn sao, là cái đích nữ, đích nữ thì làm sao chứ. Hiện tại ngươi còn không phải là quả phụ, còn là một thương gia quả phụ. Tạ Văn Uyên, ta cho ngươi biết, ngươi làm quả phụ là chắc rồi. Tạ thị ánh mắt biến đổi, đột nhiên đứng lên, cầm lấy bản tính bên cạnh, hướng đầu của Tạ Di mà đánh, một tay hung hăng kéo tóc của bà ta, một tay khác hướng miệng bà ta mà tát, vừa tát vừa mắng, ngươi là à quả phụ chết tiệt, thối tha, tiện nhân, ngươi mất phu quân, đến nương tựa vào ta? Ta chiêu đãi ngươi có đồ ngon mà ăn có đồ tốt mà mặc, tìm phòng ở giúp ngươi, mua gia cụ cho ngươi, ngươi thế nhưng ở trong này nguyền rủa phu quân ta, tạ Tố Linh, ta cho ngươi biết, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Ta là khinh thường cho cùng loại thứ nữ như ngươi tranh đấu. Hôm nay ngươi nếu đã đến đây, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là trường tỷ như mẹ, cái gì gọi là con vợ cả vi tôn, cái gì gọi là tạ gia phong phạm Tạ Di không biết Tạ Thị sẽ đột nhiên bạo phát như vậy, bị bà kéo ra đầu dùng sức đè xuống, không thể nâng lên. Phía trên còn có bản tính gỗ rắn chắc kia từng phát từng phát nện lên trên lưng bà ta, trên đầu bị đánh mỗi một cái đều khiến bà ta toàn thân đau đớn muốn chết. Bà ta không biết nguyên nhân Tạ Thị vẫn gắng gượng trông đỡ, chính là bởi vì bà cùng thẩm mậu là có tình cảm vợ chồng chân chính, hơn nữa trong phủ còn có một nữ nhi chưa xuất giá cùng hai đứa con nhỏ luôn đòi quà. Nếu bà ngã xuống, trong nhà một trụ cột đều không có. Mấy ngày nay bà vẫn dựa vào niềm tin thẩm mậu còn sống mà chống đỡ. Hôm nay tạ di đến đây, mỗi một câu đều nói thẩm mậu đã chết. Tạ thị làm sao có thể nhẫn. Mấy ngày nay oán khí, tức giận, đau thương, sợ hãi đều dồn vào bàn tính trong tay. Liều mạng mà hướng trên người tạ di mà đánh. Vì ngưng tử nhìn thấy tạ di bị đánh, muốn động thủ, Vân Khanh ánh mắt vừa động, Lý Ma Ma cùng phỉ thúy, hổ phách lập tức đi lên đem vi ngưng tử chắn bên ngoài. Các nàng cố ý làm bộ như can ngăn, không cho vi ngưng tử giúp tạ di. Vừa rồi lúc tạ di nói những lời này, Lý Ma Ma đã muốn động thủ, lúc này cũng muốn dùng sức mà dạy dỗ người kia, nhị tiểu thư chết tiệt này. Lần nào thấy mặt cũng đều làm cho người ta cảm thấy chán ghét như vậy. Cho đến khi thấy tạ thị đánh đến sắp hết sức, Lý ma ma mới nửa khuyên nửa đỡ diều tạ thị ngồi sang một bên. Vì ngưng tử chạy nhanh qua diều tạ di, tạ di toàn thân từ đầu đến lưng, không có chỗ nào là không đau, ngay cả đứng cũng không thể thẳng được. Vì ngưng tử cả giận nói, các ngươi đây là ý gì? Ta cùng mẫu thân cố ý tới thăm các ngươi, các ngươi không cảm tạ thì thôi, thế nhưng còn động thủ đánh người. Thẩm phủ rốt cuộc có còn quy củ hay không? Vân Khanh khinh thường nhìn hai người bọn họ các ngươi vấn an kiểu này, nếu không làm thế, chỉ sợ các ngươi là muốn đem chúng ta còn đang sống mà nói cho tức chết. Này mẫu thân ta đánh gì, đó cũng là trưởng tỷ như mẹ, giáo huân ấu muội dạy cho nàng cái gì là quy cù. Ngươi, vì ngưng tử bị lời nói của Vân Khanh làm cho nghẹn lại cơ hồ nói không ra lời, dượng đã xảy ra chuyện, các ngươi không làm tang sự, vốn là không đúng, làm sao còn có thể treo đèn lồng màu đỏ chứ, việc này không hợp lý chương 197, thống khoái hết giận, 4. Biểu tỷ nói chuyện vẫn nên cẩn thận một chút, cha ta có gặp chuyện không may hay không, quan phủ cũng không rõ ràng, làm sao ngươi biết. Chẳng lẽ ngươi tận mắt thấy cha ta xảy ra chuyện, Vân Khanh dừng một chút, nhìn vi ngưng tử, lần này thanh âm lại có chút lạnh ý, như cơn gió lạnh tiếp tục nói, nếu là không có, vậy làm phiền biểu tỷ cùng gì chú ý một chút, về sau khi đến nhà người ta làm khách vẫn là đừng nên ăn mặc một thân màu trắng tang phục thì tốt hơn đến thẩm phủ của chúng ta thì không sao nếu là đi quý phủ khác phạm vào kiêng kỵ đến lúc đó còn liên lụy nói thẩm phủ ta ra giáo không tốt vừa tiến vào vân khanh liền nhìn thấy tạ di cùng vi ngưng từ mặc y phục trắng toát cả người hết sức chói mắt cũng hiểu được các nàng hôm nay tới là không có ý gì tốt nếu không phải mẫu thân vừa rồi phát huy đánh tạ di một trận Nàng còn muốn gọi người trực tiếp đem hai người bọn họ đuổi ra ngoài, thật sự là nhìn thế nào cũng chói mắt. Vì Ngưng Tử bị chỉnh đến sắc mặt khó coi, kêu nha hoàn đỡ tạ di, liền xoay người dẫn đầu ra ngoài, trong lòng chỉ mong sớm một chút tìm được thi thể của Thẩm Mẫu, cho Tạ thị cùng Thẩm Vân Khanh hai người không thừa nhận sự thật phải đối diện với sự thật. Thẩm Vân Khanh hiện tại dựa vào đâu mà quát mắng nàng ta, còn không phải là nhờ vào chuyện kế thừa gia sản của Thẩm phủ? nếu thẩm mậu đã chết phần gia sản đó đều không có xem nàng còn đắc ý được gì ra khỏi cửa thầm phủ vì ngưng tử đỡ tạ di lên xe ngựa tạ di miệng không bị đánh còn đang mắng người tạ văn nương ả à thối tha thế nhưng dám đánh ta ôi đau chết mất còn mẹ nó thật ác độc vì ngưng tử nghe bà ta miệng đầy lời thô tục hơi hơi lay động lông mi lại vừa hay rơi vào trong mắt tạ di liền nâng tay tát nàng ta một cái Người ăn cây táo, rào cây sung, nhìn thấy ả ta đánh ta, thế nhưng cũng không biết đến hỗ trợ, đứng ở đó xem kịch vui đúng không? Rốt cuộc là bị thương, tạ di sau khi đánh một cái tát, lại nằm ở một bên rầm gì, bà ta không có nhìn thấy vi ngưng từ bụng mặt, đáy mắt nhìn bà ta toát ra một tia cửu hận. Tạ di vừa đi, tạ thị cũng có chút trông đỡ không nối, vừa rồi những lời nói của tạ di, mỗi câu mỗi chữ như khắc vào trong lòng bà khiến phần dũng khí giúp bà chống đỡ bấy lâu nay lung lay sụp đổ bà tựa vật chiếc gối đầu lớn ngẩng đầu nhìn lên trên nhẹ nhàng hỏi vân khanh cha con sẽ về sao vân khanh nhanh chóng ngồi cạnh bà kéo tay bà nắm thật chặt tiếp thêm cho bà sức mạnh nương cha nhất định không có việc gì người xem phụ thân rơi xuống sông nếu là có chuyện nhiều ngày như vậy khẳng định cũng được vớt lên rồi cha nhất định là không biết ngã ở chỗ nào hoặc là đã được người ta cứu rồi cũng nên. Những việc này trong lòng tạ thị cũng từng nghĩ qua, khi nữ nhi vừa nói như vậy, tự hồ tiếp thêm lòng tin trong tâm bà, tiếng nói ôn nhu kia phảng phất như rót thêm một thứ sức mạnh vô hình vững vàng nào đó. Còn nói rất đúng, lâu như vậy chưa vớt được, nhất định là đã được người ta cứu đi, lúc trước khi ta và cha co đi miếu sơn thần nữ ở Lôi Châu, cho người ta coi tướng số, Nico kia nói mạng cha con là sống lâu trăm tuổi, chống lại sóng to gió lớn, rơi xuống một con sông nhỏ vậy thì nhầm nhỏ gì. Tạ thị bỗng nhiên trong lòng liền sáng lên, nữ nhi mới 14 tuổi, mấy ngày này còn không sợ cái gì, bà đã trải qua nhiều việc như vậy, nếu còn chống đỡ không nổi, sao có thể làm tấm gương cho nữ nhi. Nhưng trên đời này luôn luôn có những loại người như vậy, mong người ta gặp chuyện không may, mong người ta đi tìm chết bởi vì khi người ta gặp nạn bọn họ mới có được lợi ích thẩm mậu gặp chuyện được nửa tháng ngày hôm sau tộc trưởng liền mang người tới cửa vào giữa hè sau khi mưa to một thời gian bầu trời trong veo tựa như một tia tạp chất đều không có thuần túy trong trẻo làm cho lòng người đều cảm giác thư thái mà thẩm ra lúc này lại không như vậy Lão phu nhân hiện tại sức khỏe vừa hồi phục chốt ít lại bị bắt đi ra tiếp đãi ba tên đầu xó hung mãnh trong tộc. Cùng lão phu nhân ngồi song song là tộc trường thẩm thị, một vẻ mặt đầy nếp nhăn, lão nhân dâu bạc trắng, hai người khác ngồi ở trái phải phía dưới thì một người so với trưởng lão thẩm thị có phần già hơn là đại trưởng lão, một là chính trực trung niên nhị trưởng lão, lúc này bọn họ bưng một ly trà, đều mang thần thái suy tư, cuối cùng tộc trưởng mở miệng nói đầu tiên chuyện của thẩm mậu trong tộc đều cảm thấy bất hạnh, xin bà hãy nén bi thương. Vân khanh vừa nghe có người trong tộc tới thăm, liền chạy đến vinh tùng đường. lão phu nhân còn chưa lên tiếng, nàng đành đứng ở một bên nhìn. lúc Vân khanh nghe câu này, trong lòng không thoải mái, chỉ mong tổ mẫu có thể mạnh mẽ kiên định. và lúc này nàng mạo muội mở miệng rất dễ bị người bắt trúng nhược điểm, nói mình bất kính. lão phu nhân nhìn thoáng qua tộc trưởng thẩm thị đột nhiên nở nụ cười, tộc trưởng đại giá Quang Lâm, thầm ra cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng lão bà ta không phải là người ai muốn khi dễ cũng được. Vân Khanh và cả ba vị tộc nhân kia đều ngạc nhiên, Vân Khanh thật sự không thể nghĩ đến, tổ mẫu lúc này thế nhưng không có hồ đồ, mà lại bình tĩnh đến lạ thương. Mà phản ứng của ba vị tộc nhân kia vẫn không thể lý giải, chúng ta đều biết bà tâm tình không được tốt, nhưng bà sẽ không coi như là chuyện gì cũng không có xảy ra chứ. Thẩm mậu bị rớt xuống sông đã hơn nửa tháng, quan phủ đã từng nói, nếu sau nửa tháng còn vớt không được, thì khả năng còn sống là rất thấp. Lão phu nhân khụ hai tiếng, hiển nhiên cơn ngất lần trước đã ảnh hưởng tới sức khỏe của bà rất lớn. Vân Khanh vội vàng bưng chén nước cho lão phu nhân uống vài hớp. Lão phu nhân thế này mới đỡ hơn, hơi có chút trầm ổn nói, tộc trưởng cũng biết, tuy cơ hội rất nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là không có cơ hội ông tại đây nguyền rủa con ta, người ta biết cũng không hay đâu. Lão phu nhân nói chuyện rất có phong phạm, nói đi nói lại, cũng không chừa mặt mũi, một câu nguyền rùa khiến tộc trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão trên mặt có chút khó coi. Tộc trưởng so với lão phu nhân cũng là lớn tuổi hơn, nói chuyện cũng có cân lượng, qua một lúc sau, liền hừ lạnh một tiếng, dư thị, bà nói như vậy thực kỳ quái, vì sao lại nói chúng ta nguyền rùa thẩm mậu, hắn gặp chuyện không may cả thành Dương Châu tất cả mọi người đều biết, ba gia đình khác đều đã làm tang sự, chỉ có nhà các ngươi còn mỗi ngày cười vui không ngừng, việc này chẳng khác nào khiến cả thành Dương Châu chê cười thầm ra. Hắn vốn nghĩ đến tỏ ý một chút, nói cho dư thị biết thầm gia nhà lớn nghiệp lớn, nay thẩm mậu đã chết, vài người cô nhi quả phụ bọn họ không thể trông nom để người trong tộc qua giúp đỡ là hợp lý nhất, đến lúc đó chia cho các nàng vài phần ăn là được ai ngờ lão phu nhân này thế nhưng chết cũng không thừa nhận thẩm mậu đã chết không phải là tham chốt tiền tài ấy mà không chịu buông tay lão phu nhân sống hơn nửa đời người mặc dù có lúc mù quáng nhưng lúc này phải tập trung đối ngoại bà nếu không bình tĩnh ngày hôm nay ba người trong tộc này tới vì mục đích gì bà đã rất rõ ràng muốn nuốt sản nghiệp của thẩm ra vào bụng mình phải coi lại mình ăn có được hay không đã lão phu nhân cười cười ta liếc mắt nhìn tộc trường một đôi tinh quang nhìn thấu mọi thứ hàm chứ ý cười khẩy nói ba nhà kia trong đó hai nhà đã thu thi thể đương nhiên phải làm tang sự bọn họ không làm mới kỳ quái nhưng còn có một nhà không tìm được thi thể cũng làm tộc trường bắt lấy kẽ hở lập tức phản bác đó là bọn họ hấp tấp muốn chia ra sản cũng không lo là người còn sống hay đã chết sau đó thân thích liền tới cửa náo loạn Đem gia nghiệp của người ta liền chia cắt trắng trợn, cũng không biết đến lúc đó nếu người còn sống trở về, nhìn đến bọn xúc sinh này, có khả năng sẽ cầm dao tiễn cả đám này đi chầu tổ tiên đó. Lão phu nhân ý ở trong lời, đem ba người tộc nhân châm chọc đủ cả, nhưng ở ngoài mặt bà một chữ cũng không có nói tộc trưởng không đúng. Tộc trưởng hiển nhiên là mất bình tĩnh, khiển trách nói: "Dư thị, bà trung niên tang phu, lúc tuổi già tang con, nay trong tộc thấy các ngươi quả phụ đáng thương, muốn giúp các người xử lý gia nghiệp, ngươi không cảm kích cũng thôi, lại còn châm chọc khiêu khích cái gì. Lời lẽ như vậy thật sự là quá đáng, ngay cả khi nàng cảm thấy tổ mẫu rất đáng giận nhưng Vân Khanh cũng chưa bao giờ nói qua lời như thế, mà lão phu nhân tức giận nắm thật chặt tay vịn, sắc mặt như âm u nói ta trung niên tang phu, lúc tuổi già tang con thì làm sao? Này mậu nhi của ta còn chưa có chết, chỉ là không rõ tung tích cho dù chết trong nhà ta còn có cháu gái còn có hai cháu trai có rất nhiều người quản lý gia nghiệp không cần người trong tộc nhúng tay vào lão phu nhân kích động nói xong liền ho khan vân khanh vỗ lưng của bà nhịn không được mở miệng nói tộc trưởng nếu các ngươi không có chuyện gì khác tổ mẫu thân thể không tốt các ngươi có thể ngày khác lại đến tộc trưởng ba người làm sao chịu bỏ qua như vậy mắt thấy sản nghiệp thẩm gia lớn như miếng thịt béo này bọn họ nếu không sớm xuống tay lỡ như bị người khác giành mất một phần thì biết làm sao đặc biệt là tộc trường hắn đã mơ ước thật lâu thẩm gia có tiền như vậy nhưng mỗi năm chỉ đưa cho tộc hai vạn lượng bạc thật sự là quá ít còn có tế điền này đều dưới danh nghĩa của thẩm gia cũng không phải trong tộc thẩm gia một khi đã có tiền như vậy nên chia cho tộc ít nhất là phân nửa trước kia thẩm mậu còn Hắn không dám cùng Thẩm Mậu đấu, nay Thẩm Mậu đã chết, hắn không tin mình không thắng được bọn người cô nhi quả phụ này. Hắn cũng cười lạnh nói, cháu gái của người sớm hay muộn đều phải lập gia đình, nàng cũng sẽ thành người nhà khác, về phần hai đứa cháu trai, hừ. Người vẫn là đừng nên nói ra, đứa trẻ con vừa sinh ra còn hôi sữa, hiểu được cái gì chứ? Lão phu nhân vừa dứt cơn ho, lại nghe được lời nói của tộc trưởng quay đầu hướng phía hắn mà khổ khiến mặt hắn đầy nước miếng, sau đó hung hăng nhổ một ngụm, ta còn đang sống ở nơi này. Con ta và con dâu cũng còn sống ở nơi này, người chẳng lẽ muốn hai đứa nhỏ chỉ trong chốc lát có thể biến lớn được chứ? Ta cùng con dâu không thể nuôi lớn hai đứa cháu của ta sao? Lão phu nhân thở hổn hển một hơi, nói tiếp, ta cho ngươi biết, thẩm ra ta có hầu. Các ngươi không cần ở trong này nghĩ cách phá đám, con ta cũng không có chết, nếu để cho ta ở thẩm phủ nghe được các ngươi nguyền rủa con ta, chớ trách lão bà bà ta không cho các ngươi mặt mũi. Ngày hôm nay ta sức khỏe không tốt, sẽ không cùng các ngươi bàn nữa. Vương ma ma, thay ta tiễn khách. Tộc trường bị bà phun đầy mặt nước miếng, hé ra nét mặt già nua cơ hồ là không nhịn được. Vảnh tròm dâu chỉ vào lão phu nhân mắng, dư thị, ta cho ngươi biết, hôm nay ta đến, là cho ngươi thể diện, ngươi đã không cần tí mặt mũi này, chớ trách ta vô tình ngươi chờ mà nhìn thẩm phủ của ngươi bị rèm pha đi. Ta xem ngươi đến lúc đó còn có thể nói là thẩm phủ có hậu hay không. Tộc trưởng mắng xong, vất tay áo, là người đầu tiên xông ra ngoài, đại trưởng lão nhị trưởng lão nhìn hắn đi rồi, sắc mặt cũng khó coi mà theo đi ra. Ba người bọn họ vừa đi, lão phu nhân ngã ngửa ra sau, bích liên bích lăng vội vàng đi gọi người mời đại phu, Vân Khanh sau khi sắp xếp cho lão phu nhân xong, liền nghĩ tới câu nói trước khi đi của tộc trưởng, cảm thấy có một chàng âm mưu mưu tính đã lâu đang âm thầm tiếp cận thẩm phù. Dèm pha, thẩm phủ bị dèm pha việc gì? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 198, một nửa ma quỷ, một. Từ khi người trong tộc rời đi, Vân Khanh vẫn suy nghĩ cái gọi là dèm pha đến tột cùng là về chuyện gì, thế nhưng có thể cho tộc trưởng một cách cớ hợp tình hợp lý để cưỡng đoạt tài sản thẩm gia chẳng lẽ phụ thân có nhược điểm gì trong tay bọn họ sao nàng không có ý định an vị ở chỗ này chờ người đem chứng cớ cầm tới cửa nhưng muốn biết được lời gièm pha này đến tột cùng là cái gì hiển nhiên chẳng phải dễ dàng mọi việc trong nhà nàng cơ bản đều rõ ràng cũng không có cái gì có thể để người ta lấy ra bàn tán chẳng lẽ việc làm ăn buôn bán có điều gì bị người ta nắm thóp vân khanh đến chính sảnh chờ lý tư từ bên ngoài trở về qua chừng nửa canh giờ lý tư thần thái mệt mỏi vào chính sảnh tham kiến đại tiểu thư không cần đa lễ vân khanh gọi người dâng trà mời lý tư ngồi xuống mới mở miệng hỏi lý quản sự ta muốn hỏi một chút cửa hàng thẩm ra có xảy ra vấn đề gì hay không nghe vậy lý tư ngẩn ra đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc đại tiểu thư người sao có thể thu được tin tức nhanh như vậy vân khanh hơi giật mình nhìn ánh mắt lý tư tựa hồ mang theo vài phần lo âu, chẳng lẽ thực sự xảy ra việc gì sao? Đôi mắt nàng thâm trầm, ngồi thẳng lưng hỏi, ông nói tỉ mỉ cho ta nghe. Lý Tư gật đầu, nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, từ khi lão gia xảy ra chuyện đến nay không rõ tin tức, trong thành ba thương gia tơ lựa khác cũng báo tang, khiến thị trường vải dệt biến động, lượng đặt hàng ở thành Dương Châu của thẩm gia giảm xuống hai phần, nhưng việc này coi như còn tốt. Bởi vì trước khi lão gia rời bến đã giao dịch thành công một vụ buôn bán nên sinh ý, lợi nhuận năm nay đã đạt được hơn phân nửa. Vấn đề không ở đây, vậy ở đâu? Vân Khanh phát hiện, theo như lời của Lý Tư, vấn đề không giống như nàng muốn hỏi lúc ban đầu. Lý Tư hiện tại đang nói là chuyện sau khi thẩm mậu gặp nạn, Lý Tư sợ là đã hiểu lầm rồi. Nhưng loại hiểu lầm này cũng là chuyện tốt, cũng có thể cho người phía dưới cảm thấy kinh sợ nề phục. Lúc trước các cửa hàng lớn trả tiền cho thẩm gia, cửa hàng nhỏ thì một tháng một lần kết sổ, cửa hàng hơi lớn, hoặc là khách hàng quen biết lâu năm thì mỗi quý mỗi trả, hiện nay đúng là thời điểm kết sổ quý thứ hai, nhưng... Lý Tư ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vân Khanh đang ngồi ở trên ghế, mấy ngày nay hắn đều thấy được là đại tiểu thư dần lấy được sự tin phục của mọi người trong phủ, quản lý hết mọi chuyện trong nhà, thân mình nhỏ bé và yếu ớt này, đã có cốt khí bất khuất còn có một đôi mắt tinh tưởng như lão gia, bên trong lộ ra kiên nghị sáng ngời, có thể nhìn thấu lòng người. Hắn tự hồ lấy lại bình tĩnh, mới tiếp tục nói, hiện tại các khách hàng có một bộ phận không muốn trả tiền đúng hạn. Nghe xong lời hắn nói, Vân Khanh nói tiếp, bởi vì bọn họ cảm thấy cha ta có khả năng gặp chuyện không may không về được, mà thẩm ra chỉ dựa vào cô nhi quả phụ, sớm hay muộn đều phải đóng cửa, có thể không trả cũng được, phải không? lý tư gật đầu chính là như vậy chúng ta bên này nhiều lần phái người làm đến tìm bọn họ nhưng bọn họ luôn lấy cớ từ chối hoặc là dứt khoát đóng cửa không gặp hoặc là nói thẳng không có tiền như vậy chúng ta không dễ gì đòi được nợ trước mắt đúng là thời kỳ mẫn cảm nếu như lúc trước cầm hiệp ước đi quan phủ cáo trạng thật ra có thể cáo được nhưng như vậy sẽ tạo thành hậu quả không tốt những thương hộ khác đều làm như vậy thẩm ra chúng ta cũng không thể đem tất cả đều cáo trạng kể từ đó sẽ làm cho người ta cảm thấy thẩm ra không có năng lực xử lý sự tình chỉ có dựa vào công đường mà giải quyết hơn nữa một khi lên công đường việc vốn rất đơn giản sẽ trở nên thực phức tạp đến lúc đó trong phủ còn phải đi chuẩn bị từ trên xuống dưới khó tránh khỏi có người thừa dịp này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vết sạch thẩm ra vân khanh sớm chuẩn bị tinh thần nếu cả thân thích đều có thể nhân lúc ngươi rơi xuống nước mà đánh ngươi một gậy thì huống chi là người ngoài không thân không thích thói đời là vậy cho nên nàng cũng không cảm thấy kỳ quái cười nhẹ nói lý quản sự mấy ngày này vất vả ông rồi may mắn là ông vẫn quản lý tốt xưởng và cửa hàng đại tiểu thư ngài nói vậy lão đây không dám nhận lý tư cảm giác rất hổ thẹn hắn từ nhỏ đã đi theo thẩm mộc thẩm ra đôi hắn tuyệt không bạc đãi gì nay hắn mặc dù ở thẩm gia làm việc, nhưng bản thân cũng có nhà có sân, cũng có tiểu nha hoàn, Lý Tư là một người tốt, hắn không có thừa dịp hiện tại khó khăn mà nảy ra ý xấu, chỉ nghĩ đến có thể bảo trụ gia nghiệp thẩm gia, trên đời này có người xấu, nhưng cũng có người tốt. Vân Khanh biết nói nhiều lời khách khí và lúc này cũng vô dụng, nàng cùng Lý Tư tiếp xúc lâu như vậy, cũng hiểu được con người của hắn, hơi hơi trầm ngâm một hồi, rồi mới ngẩng đầu lên hỏi, Lý quản sự, Chuyện tập thể quỵt nợ này tuyệt đối sẽ không vô duyên mà có, trong đó tất nhiên có người cầm đầu khởi xướng, nên những người khác mới có lá gan này. Làm người ai cũng có ý nghĩ xấu, có đôi khi một ý niệm trong đầu thoáng qua, dù là ý tưởng xấu hay chuyện xấu gì đó, cũng không thể dễ dàng thực hiện như vậy, trừ phi có người đi trước mở đầu, người phía sau đã không có chướng ngại trong lòng, liền sẽ thực tự nhiên mà đi theo. Lý Tư hết sức bội phục Vân Khanh, chỉ bằng những tin tức này, đã có thể suy đoán ra nguyên nhân của nó. Đáp, thật đúng vậy, nhà đầu tiên bắt đầu quỵt nợ là nhà cùng thẩm gia có giao tình nhiều năm tiết phú hộ. Hắn có 38 cửa tiệm thì đã có 20 nhà là dùng hàng của thẩm gia cung cấp, cũng là một trong các khách hàng lớn của thẩm gia ở Dương Châu. Bởi vì hắn chi tiền lớn, mua hàng nhiều, chủng loại đa dạng, lại cùng thẩm gia mua bán cũng được 6 năm, cho nên tính tiền là theo quý lúc ấy người làm đến chỗ hắn tính tiền hắn chính là nói đông nói tây như thế nào cũng không chịu giao tiền nô tài cũng đi hai chuyến hắn cuối cùng dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách có hắn mở đầu những thương hộ phía sau khi nô tài đi thu tiền thì cũng đã bắt trước làm như vậy nhắc tới tiết phú hộ trên mặt lý tư còn mang theo tức giận trước giờ tính tình ông rất tốt ngay cả ông cũng cảm thấy tức giận có thể thấy được không chỉ tiết phú hộ này không chịu tính tiền, chỉ sợ đã cùng các thương hộ khác châm mòi thổi gió, kích động những người khác cùng làm như hắn, chiếm tiện nghi của thẩm gia. Vậy ông xử lý thế nào? Vân Khanh uống một ngụm trà, trong mắt có chút ý cười. Lý Tư thở dài, nay trước hết nô tài để cho người làm có thể thu được thì thu về, chuyện quỵt nợ này trước tạm gác sang một bên cũng cho người ở chi nhánh 18 châu mau chóng thu khoản kết toán trở về, cũng may là khác châu nên tin tức truyền cũng chậm, cơ bản trong vòng nửa tháng các khoản đều thu về kha khá, nay chỉ còn ở Dương Châu bên này, gần một nửa vẫn chưa có thu hồi. Mà thị trường tiêu thụ vải dệt ở Dương Châu mới là nguồn tiêu thụ cao nhất của Thẩm gia, bởi vì Dương Châu thương nhân vải dệt là nhiều nhất, bọn họ nhập hàng của Thẩm gia, sau đó tiêu thụ đến bốn phương tám hướng nếu nửa khoản sinh ý Dương Châu kia không thu lại được, chẳng khác nào năm nay ở Dương Châu những buôn bán kia toàn bộ đều thành công cốc. Tiết phú hộ kia, Lý Quản sự không mại phái hai người thông minh chút, thay phiên đi theo phía sau hắn, xem hắn mỗi ngày đều làm cái gì, đến lúc đó nói cho ta biết. Vân Khanh thản nhiên cười, không nhanh không chậm nói xong. Lý Tư nghe hãy ngẩng đầu, mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu nói, đại tiểu thư yên tâm, nô tài sẽ cho người đi chú ý. Ân, mặt khác, ông đem danh sách những thương hộ quyệt nợ và số tiền quyệt nợ, cùng với những thương hộ cùng thẩm gia làm giao dịch lâu năm toàn bộ làm thành một quyền tập cho ta, ta muốn xem kỹ một chút. Bản tiếp chuyện công việc, Vân Khanh lại cùng lý từ hai người thương nghị như thế nào đối phó với những vấn đề phát sinh sau này. Nay gia nghiệp thẩm gia lớn như vậy, nếu không quản lý tốt, lúc nào cũng có thể tạo ra lỗ hồng cho người ta làm việc sống. Mãi cho đến khi trời sắp tối, hai người mới rời đi. Vân Khanh xoa xoa bả vai đau nhức, Lưu Thúy vội đi lên giúp nàng mát xa, thải thanh bưng trà lại đây. Vân Khanh liền buông lỏng hai tay, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Ngày xưa xem phụ thân xử lý sự vụ, không biết là có cái gì vất vả. Nay mình mới nói được một buổi trưa, đã cảm thấy ót mỏi, trong đầu mọi thứ đều rối rắm thành một đoàn, các loại số liệu vài dệt bay tới bay lui trong đầu chỉ vào hóa đơn xuất nhập kho trên bàn mà lý từ phái người lấy ra vân khanh phân phó đem chúng chuyển đến trong viện ta đêm nay ta muốn xem thải thanh tự mình sắp xếp xong sau đó ôm ở trong tay cảm thán nói tiểu thư chỉ xem hết đống này nô tỳ đã cảm thấy làm thương nhân thực rất giỏi nhiều con số như vậy sao có thể nhớ kỳ a à? a à, vân khanh nhợt nhạt cười từng ngành sản xuất đều có người tài giỏi mỗi ngày làm một chút xem nhiều thì quen thôi. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể giống lão gia, đem việc buôn bán làm lớn như vậy. Thải Thanh vừa nói xong, liền phát hiện Lưu Thúy đang trừng mắt nhìn nàng, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mà Vân Khanh vừa suy nghĩ việc làm ăn buôn bán, lại nghĩ tới lời của tộc trưởng lúc rời đi, câu nói rèm pha mang lạnh lùng cùng khẩu khí chắc chắn đó. Lúc này, nàng lại nghĩ tới một chuyện khác, chuyện này làm cho nàng đang tựa vào ghế bỗng thẳng người lên, nàng phát hiện ngay từ đầu nàng nghĩ đến phương hướng kia là sai lầm rồi. tộc trưởng nói nhất định là chỉ việc khác, chỉ có sự kiện kia mới có thể giúp hắn đem sự nghiệp của thẩm gia tiếp nhận một cách danh chính ngôn thuận. nàng lập tức đứng lên, suy nghĩ một chút, mang theo liêu thúy đi về phía viện của tạ thị. tạ thị đang ngồi ở đầu giường, trong tay ôm tả lót đỏ thẫm, đùa với mặc ca nhi. thấy vân khanh tiến vào, đem mặc ca nhi đưa cho bà vú, ân cần hỏi han nghe nói xế chiều con đi tìm lý quản sự, mãi tới khi nãy mới trở về, dùng qua bữa tối chưa? Dùng qua rồi à, kỳ thật Vân Khanh còn chưa có dùng, nhưng nếu nàng nói là chưa ăn, tạ thị nhất định muốn nàng ăn cơm mới được. Nay nàng có việc muốn bàn với tạ thị, hơn nữa việc này lại rất khẩn cấp, nàng nháy mắt ra hiệu cho Lý Mama, Lý Mama liền cho các nha hoàn khác lui xuống, hai vị vú nuôi muốn dẫn mặc ca nhi, hiên ca nhi đi xuống. Vân Khanh kêu lại nói, ta đã lâu không thấy hai đệ đệ, để bọn hai đệ ấy ở lại đây cho ta chăm sóc. Các ngươi cũng đi xuống đi, một lúc sau lại đến đón hai đệ ấy trở về ngủ. chương 199, Một nửa ma quỷ, hai. Vũ nuôi được dặn, gật đầu lui xuống, phỉ thúy và hổ phách cũng lui xuống, canh giữ ở cửa. Lúc này, tạ thị mới mở miệng nói, con là có chuyện quan trọng muốn nói cùng với nương vân khanh gật đầu vẻ mặt thận trọng nói nương người cũng đã biết chuyện buổi sáng tộc trường cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão đến ừ phái đoàn lớn như vậy ta như thế nào lại không biết tạ thị mím môi trong ánh mắt mang theo khinh thường những người này nguyện cớ là người trong tộc cha con này mới mất tích chừng nửa tháng bọn họ liền nhanh chóng tới cửa muốn lấy tài sản thẩm ra mặc kệ như thế nào sản nghiệp này đều do phụ thân con cùng tổ phụ bọn họ đời đời thế thế dốc sức làm nên, chưa từng nhờ cậy gì tới tộc nhân, không thể để cho bọn họ lấy đi như thế được. Ta dù có thế nào cũng sẽ đem mặc ca nhi và hiên ca nhi nuôi lớn, thẩm ra cũng không phải không có hậu, bọn họ sẽ không chiếm được tiện nghi nào cả. Tạ thị trong lời nói tuy rằng không có thẳng thắn như lão phu nhân, nhưng ý tứ vẫn giống nhau, khinh bỉ hành vi của đám người tộc trường. Vân Khanh nghe được cảm thấy rất kiêu ngạo cùng tự hào, tuy rằng trong nhà bất hòa, nhưng một khi có chuyện xảy ra, mặc kệ là già đến hồ đồ như tổ mẫu, hay là hiền lành nhu nhược như mẫu thân, đều biểu lộ lập trường rất rõ ràng, không làm ra chuyện cản trở người nhà, Vân Khanh rất vui vẻ. Nhưng vui vẻ thì vui vẻ, nan đề khó giải hiện tại cũng cần phải giải quyết. Vân Khanh uống một ngụm trà, vậy nương cũng biết tộc trường trước khi đi có nói một câu. Ông ta nói thẩm ra chúng ta sẽ bị dèm pha, nhưng ta chưa bao giờ biết thẩm ra có việc xấu nào có thể bị hắn bắt lấy nhược điểm, dùng để mưu đoạt ra sản thẩm phù. Tạ thị không có đem những lời này để trong lòng, bà tự hỏi quản lý nội viện không có sơ hở, mà chuyện bên ngoài, không phải bà đối thẩm mậu quá tin tưởng, mà là người trong tộc thật sự không có bản lĩnh mà từ trong tay thẩm mậu nắm được nhược điểm gì, phương diện buôn bán thì càng không. Thẩm Mậu là người được mọi người cả thành Dương Châu khen ngợi. Thấy dáng vẻ này của Tạ thị, Vân Khanh càng khẳng định, trong nhà không có việc gì bị người bắt được. Nàng hơi hơi cúi đầu, thanh âm hơi chút trầm xuống nói, "Nương, người có cảm thấy Bạch Di nương có chút kỳ quái hay không?" Nói tới Bạch Di nương, ánh mắt Tạ thị liền u ám, Ả Nha hoàn này theo bà 20 năm, liền như vậy phản bội bà, để lại trong lòng bà một bóng ma rất lớn. Nhưng khi nghe Vân Khanh nói như vậy, bà thật đúng là cảm thấy có chút kỳ quái. Lý ma ma ở một bên dỗ hai đứa nhỏ, nghe Vân Khanh nhắc tới việc này, xoay người lại đây nói, đại tiểu thư vừa nói như vậy, nô tỳ cũng thấy kỳ quái, nàng ta lúc trước đã có thể hạ tuyệt tử dược nhiều năm như vậy, sau lại thiết lập bẫy dụ cả đàn giết, cuối cùng lại bị phát hiện rơi xuống giếng, việc hạ tuyệt tử dược này có thể nói là nghiêm trọng hơn so với con giết. Vân Khanh nghe xong cũng hiểu, Lý mama nói rất đúng, cho nên ta vẫn cảm thấy, lúc trước Bạch Di nương cũng không phải tự mình không cẩn thận rơi xuống giếng, có thể là có người hẹn đến nơi đó, sau đó giết người diệt khẩu. Tạ thị hít sâu một hơi, mở to mắt kinh ngạc nói, nếu là như vậy, thì người nọ rốt cuộc là ai? Lý mama ôm hai đứa nhỏ, phản ứng thật nhanh nói, ý của đại tiểu thư chẳng lẽ là nói người nọ là tộc trường. Thanh âm của bà rất nhỏ, cho dù ở trong phòng, cũng chỉ có tạ thị cùng vân khanh có thể nghe được một chút, hiển nhiên kết quả suy đoán này, thật sự là làm cho người quá đỗi kinh ngạc. Tạ thị hiển nhiên là đã bị kinh hách, bà nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến tộc trưởng sẽ cùng bạch di nương thông đồng, này. Bạch di nương hạ tuyệt tử dược, cùng tộc trưởng có quan hệ gì? Sau khi bạch di nương nhảy giếng, con đã cho người đi theo dõi biểu ca của à vị đường biểu ca kia cùng con cả của tộc trường là bạn tốt. Vân Khanh không muốn nói nhiều, nàng không cho là nói cho tạ thị mọi chuyện phía sau là lựa chọn sáng suốt, nhưng chỉ cần hai câu vừa rồi, cũng có thể để cho nương đại khái đoán ra. Tộc trường vẫn có ý định hãm hại thẩm gia, bọn họ hạ quyết tâm muốn cho thẩm gia vô hậu, ai ngờ lại không cẩn thận lộ ra sơ hở, khiến thẩm gia đã biết được trong canh có dược. Vậy hắn nói dèm pha là tạ thị luật thoáng đoán được, nhưng không quá rõ ràng. Vấn lão thái gia kê đơn cho cha, trong nhà cũng không có ai biết cả, bạch di nương cũng không biết, như vậy tộc trường cũng không biết. Bọn họ biết là, cha đã không có khả năng có con, mà nương, người lại sanh ra hai đứa con trai, người nói bọn họ sẽ nghĩ sao? Giống như một trái bom nổ ầm trong lỗ tai tạ thị, bà gắt gao bắt lấy khăn, bọn họ sẽ cho rằng sẽ cho rằng mặc ca nhi cùng hiên ca nhi là do ta không tuân thủ phụ đức mà có. Vân Khanh ở một bên, yên lặng gật đầu, đúng như lời của tạ thị, tộc trường bọn họ sở dĩ dám chắc chắc như thế. Chính là bởi vì lúc trước người kê đơn là bọn họ, chỉ có người kê đơn mới dám nói ra lời như vậy, mới dám chắc chắc. Trận rèm pha này nhất định có thể làm cho thẩm phủ không còn lý do để cự tuyệt tộc nhân nhúng tay vào sản nghiệp thẩm gia chúng ta lúc trước sau khi biết được đường biểu ca cùng thẩm bình là bạn tốt vân khanh liền mơ hồ hoài nghi nhưng không có chứng cứ xác thực nàng cũng không có cách nói thẳng ra mà thẩm mậu đột ngột phát sinh chuyện này khiến người phía sau màn hoàn toàn lộ ra tạ thị nghĩ đến thẩm mậu còn chưa biết sống chết tộc nhân lại bước tới cửa thế nhưng còn muốn nói bà không tuân thủ phụ đức một khi đem chuyện này nháo lớn lên không chỉ có là mặc ca nhi Hiên Ca Nhi sẽ biến thành giá loại bị mọi người phỉ nhổ, ngay cả Tạ thị cũng sẽ bị keo đi tầm lồng heo. Cứ như vậy, toàn bộ thẩm phủ sẽ chỉ còn lại một lão phu nhân đang nằm trên giường bệnh, cùng một cô gái vừa tròn 14. Đến lúc đó, thẩm phủ thành như thế nào, còn không phải tùy ý tộc nhân sao? Hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy xuống, mặt Tạ thị đầy nước mắt, khóc không thành tiếng. Lý Ma trầu ổn hơn, bà dù sao cũng lớn tuổi, kiến thức nhiều nghĩ nghĩ, nếu như thế, bọn họ sẽ chứng minh như thế nào? Cũng không thể chỉ bằng việc bọn họ mở miệng kết luận mặc ca nhi và hiên ca nhi không phải con của lão gia là được. Vân Khanh cầm khăn tay lau nước mắt cho tạ thị, nhìn Lý Ma Ma nói, bọn họ chứng minh bằng cách rất đơn giản chính là tìm ra đại phu lúc trước chuẩn mạch cho cha ta đến, ở trước mặt mọi người nói ra kết quả trần đoán, việc này mặc dù có hiệu quả, nhưng là hiệu quả ngắn hạn, dù sao đại phu nói như thế không phải là thánh chỉ. Hơn nữa vấn lão thái gia xem mạch cho cha ta tuần trước đã đi kinh thành, chúng ta cũng vô pháp chứng minh. Mặt khác chính là yêu cầu mặc ca nhi cùng hiên ca nhi lấy máu nhận thân. Đây là phiền toái nhất, nay cha không ở nhà, nếu bọn họ yêu cầu, tạm thời sẽ không tìm được người lấy máu nhận thân. Bọn họ có thể lấy cớ là con nối dòng không rõ để tạm thời quản lý thẩm gia thẩm vân mặc cùng thẩm vân hiên hai đứa nhỏ còn chưa đầy một tuổi ngay cả gia phả cũng chưa vào nếu là tộc trưởng cố ý ngăn trở thì sẽ phát sinh rất nhiều biến cố nghe đến đó tạ thị lau nước mắt thanh âm nức nở nói còn có con con cũng là con của lão gia bọn họ cũng không thể phủ nhận có thể để cho con lấy máu nhìn xem máu mình cùng đệ đệ dung hợp hay không dung hợp vâng vân khanh cũng biết điểm ấy đôi lông mày thâm thúy nhếch lên quay đầu nhìn ở hai đệ đệ đang trên giường, quay đầu lại nói, nương nói đúng, điểm này cũng có thể lợi dụng, có lẽ bọn họ sẽ đề xuất, cho nên chúng ta phải làm tốt chuẩn bị. Chuẩn bị, chuẩn bị cái gì? Tạ thị nghe nói như thế liền hơi ngạc nhiên, lấy máu nhận thân còn phải chuẩn bị à? Vân Khanh trong đầu nhớ tới Vân lão thái gia cho nàng một cuốn sách bên trong có một đoạn nội dung viết về việc lấy máu nhận thân, theo Vân lão thái gia nói, nội dung bên trong cuốn sách kia là kết quả lúc trước vấn gia tổ cùng Khôn đế nghiên cứu ra, bên trong ghi lại là vài y thuật tân tiến. Năm đó Khôn đế đối với độc thuật rất tinh thông, hơn nữa biết được nhiều hơn người khác, vấn gia tổ chức kia cùng Khôn đế quan hệ rất tốt, bởi vậy cũng giải thích cho mày biết, không ít y thuật mới. Trong đó cũng có nói ưu điểm và nhược điểm của việc lấy máu nhận thân. Mặc dù là cùng một phụ mẫu sinh ra, nhưng máu cũng có khả năng không giống nhau. Y học hiện đại có nói, con trai con gái có cùng cha mẹ có thể có nhóm máu không giống nhau. Ví dụ, cha mẹ nhóm máu AB cộng B, như vậy con gái khả năng nhóm máu là A, B, AB. Nàng cũng bởi vì điểm này nên mới vội vàng tới chỗ tạ thị để có thể ứng phó với các tộc trường làm khó dễ, nàng phải chuẩn bị thật kỹ. Nghe đến đó, Lý Mama tuy rằng cảm thấy luận điệu này rất mới lạ. Nhưng người đại ung đối với kỳ nữ khai quốc khôn đế này rất kính ngưỡng, hơn nữa tin tưởng vào y thuật của vấn gia, bà cũng hiểu được trước tiên có thể thử xem. Tạ thị do dự một hồi, cũng gật đầu, cho Lý Mama lấy cái chén trả đến, rót nước sạch vào. Vân Khanh dùng châm đâm vào món trỏ, một giọt máu nhỏ xuống chén, Lý Mama đem mặc ca nhi cùng hiên ca nhi ôm đến, cũng nhỏ máu của hai đứa vào trong bát. Mặc ca nhi, Hiên ca nhi bị đâm món tay, bắt đầu méo miệng muốn khóc. Tạ thị cùng Lý Ma Ma một người ôm một đứa rỗ, tầm mắt lại dừng ở trong chén không rời. Nhìn vào chén trà có ba giọt máu, chỉ thấy khi ba giọt máu chìm vào, giọt máu của mặc ca nhi cùng hiên ca nhi nhanh chóng dung hợp, lại cùng máu của Vân Khanh tách biệt. Này, tạ thị thất kinh, thật sự không dung hợp, chính bà rõ ràng nhất mặc ca nhi, hiên ca nhi có phải là con của thẩm mậu hay không? mặc dù đã nghe vân khanh nói qua nhưng khi nhìn thấy kết quả trong bát tạ thị vẫn cảm thấy thực kinh ngạc dù sao trong khái niệm của người đương thời chỉ cần là con cùng cha làm sao sẽ có việc máu không dung hợp lý ma ma cũng cảm thấy khiếp sợ này nếu là kết quả như thế vậy ngày mai làm sao lấy máu nhận thân vân khanh gắt gao nhăn mày lại nàng đắn đo lâu như vậy sợ tình huống xấu nhất này xuất hiện nhưng nay lại cố tình xuất hiện máu của mặc ca nhi cùng hiên ca nhi và nàng thật sự không dung hợp. Nếu đã như vậy, bằng mọi giá cũng không thể cho bọn họ có hội cơ dùng máu nhận thân. Vân Khanh mở miệng, tầm mắt rời khỏi cái bát, dừng trên người hai đệ đệ mặt phấn nộn như ngọc, cũng may nàng lo liệu chu đáo, việc lấy máu nhận thân này, nếu không thử trước, lúc tộc trưởng đến, thẩm ra sẽ rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Nếu không cho bọn họ lấy máu nhận thân, chẳng phải là cũng có cớ để họ nói. Bọn họ nhất định cho rằng chúng ta trột giả, đến lúc đó sẽ là được một tấc lại muốn tiến một thước, không đạt tới mục đích sẽ không bỏ qua. Tạ thị đã bị các loại tình huống làm cho cả kinh thần sắc, vấn đề liên tục xảy ra, chuyện này còn đáng lo lắng hơn. Nương, con nữ nhi ở đây, bọn họ đừng hòng. Vân Khanh nhìn giọt máu tách biệt trong bát, còn người đen như hai viên hắc rượu ngọc, trầm lãnh làm người ta kinh hãi ngọn đèn trong phòng bên cạnh tỏa ra ánh sáng hắt lại phía nàng, mặt nàng nửa tối nửa sáng, giống như bên ma quỷ bên tiên nhân, u ám mơ hồ. chương 200, lời nói kinh thiên, một Có lẽ bị sốt với kết quả lấy máu nhận thân nên tạ thị bị đả kích quá mạnh, ngày hôm sau giờ thìn, vào lúc phỉ thúy bưng thuốc cho tạ thị uống, hổ phách vội vàng tiến vào. Phu nhân, thuộc trường mang theo đám người đại trưởng lão, nhị trưởng lão lại tới đây, hiện đang chờ ở đại sảnh trước sân, mời người ra ngoài gặp bọn họ. Đã tới rồi sao? Tay Tạ thị run lên, làm thiếu chút nữa đổ thuốc lên người, Phỉ Thúy tay mắt lanh lẹ cầm lấy, Tạ thị còn lo lắng chuyện máu của hai đứa nhỏ không dung hợp, nếu tộc trưởng muốn thử máu, vậy làm sao bây giờ? Bà tối hôm qua suy nghĩ cả đêm, nhưng nghĩ không ra biện pháp nào tốt cả. Phỉ Thúy nhận chén thuốc, đưa cho nha hoàn bên cạnh phát hiện cả người tạ thị đều run run, không khỏi lo lắng. Mấy ngày nay phu nhân gắng gượng tinh thần quản lý mọi việc trong phủ, ngoài mặt thì như mọi ngày, thật ra thì cả ngày lẫn đêm đều không nghỉ ngơi yên ổn. Nàng dùng ánh mắt đánh ý cho hổ phách, để nàng đi thông chi đại tiểu thư, hổ phách gật gật đầu, ý bảo đã cho người đi mời rồi. Phu nhân, người không nên gấp gáp, tối hôm qua đại tiểu thư không phải đã nói là có biện pháp đối phó bọn họ rồi à? người vẫn nên uống thuốc trước rồi nói sau. Phỉ Thúy lo lắng nói. Tạ thị không ngờ rằng tộc trường bọn họ quá thiếu kiên nhẫn như vậy, thế nhưng ở ngày đầu tiên bị cự tuyệt, sáng sớm hôm sau lại tới nữa, đây quả thực là không cho thẩm phủ một chút thời gian để thở. Vân Khanh vừa vào cửa, liền thấy tạ thị sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt ôn nhu thay bằng sự lo lắng đến kiệt sức, có một quầng thâm thật sâu dưới mắt, ngay cả môi cũng trắng bệch. Mấy ngày này mọi chuyện tạ thị làm, đã là vượt qua giới hạn chịu đựng của bà. Trượng phu sống chết không rõ thì không nói. Bà còn phải đối mặt với tộc nhân tới cửa cướp đoạt. Bà chỉ là một phu nhân nơi hậu viên, sao có thể đối phó với những biến cố này? Nương, Vân Khanh kêu một tiếng, ngồi xuống bên người tạ thị. Tạ thị xoay người lại, nhìn nữ nhi có đôi mắt như trượng phu, lệ như suối trào, Vân Khanh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bọn họ tới cửa nếu là nếu là ta đây cùng đệ đệ con nắm hai tay đang run rẩy của tạ thị vân khanh có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của bà nàng gắt gao nắm chặt hai tay trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một loại kiên nghỉ nương bọn họ đến thẩm phủ là có chuẩn bị thẩm ra chúng ta cũng không phải mặc cho bọn người đó khi dễ nương yên tâm nữ nhi đã có biện pháp ứng phó bảo đảm bọn họ không có cách nào đụng đến nương cùng đệ đệ cũng không thể lấy đi của thẩm ra một cây tơ nữ nhi theo âm như sứ như băng cứng rắn mạnh mẽ lại lộ ra một cỗ quyết tuyệt lạnh lùng đem tâm tư đang rối bời của tạ thị bình ổn lại tốt lắm nương cùng đi với con có thế nào cũng phải ngăn bọn họ không cho bọn họ đem cơ nghiệp mà cha con vất vả gầy dựng đoạt đi tạ thị đứng lên muốn đi rửa mặt trải đầu nào ngờ chân vừa chạm đất đầu liền một trận trời đất quay cuồng chân nguyễn ngã xuống Lý ma ma ôm cổ tạ thị, phu nhân, phu nhân, ngài làm sao vậy? Vân khanh tay đặt lên mạch của tạ thị, mắt hơi hơi lạnh, tạ thị mấy ngày nay yêu tư quá nặng, đêm không thể ngủ, mạch đập suy yếu, gan tích tụ, nếu không phải vì bản lĩnh kiên cường, thì đã sớm ngã xuống, cho tới hôm nay, đã là tới cực hạn mà một mẫu thân có thể làm rồi. Nàng kêu phỉ thúy diều tạ thị nghỉ ngơi, hồ phách nhớ tới bọn người đang chờ bên ngoài, giọng nói, đại tiểu thư, phu nhân té xỉu, vậy bên ngoài tộc trường bọn họ, có phải hay không đuổi trở về? Đuổi trở về, đám người kia người người đều là sói đói muốn đến phân miếng thịt béo là thẩm phủ này, thịt không đến miệng, làm sao có thể trở về? Cho dù là hôm nay trở về, ngày mai cũng sẽ muốn tới cửa, hôm nay, nàng sẽ đem bọn sói này đuổi đi, nếu là đuổi không đi, nàng cho dù dốc hết tài sản thẩm ra, cũng phải kéo đám người kia cùng nhau xuống địa ngục. Nàng của hiện tại, nếu không phải đã sống qua một kiếp thì đã cái gì cũng không hiểu rồi. Vân Khanh nhìn phía cửa, trên khuôn mặt đoan trang diễm lệ lộ ra một cỗ khí phách kinh người, như chém đinh chặt sắt nói với bên ngoài, "Phu nhân bị bệnh, trong phủ từ giờ chờ đi ta làm chủ, Lưu Thúy, Thải Thanh, gọi người tới, chúng ta đi gặp bọn họ." Gặp nguy không loạn khi thế này nhất thời chấn trụ mọi người, Lý Ma Ma ở trong phòng, lòng sinh ra ngàn phần kính nể, có đại tiểu thư như vậy, thầm phủ tuyệt đối sẽ không đổ được. Dưới vòng vây của đám người hầu, Vân Khanh đi ra chính sảnh trước sân. Trên chính vị trong đại sảnh ngồi vào một lão già dâu tóc bạc trắng, mặc một kiện trường bào tơ lụa hơi ngả màu, dường như đang đăm chiêu suy nghĩ, hoặc là khinh thường người đến nên lười mở mắt, chính là tộc trường thẩm thị hai người ngồi phía dưới lão cũng là lúc trước đã gặp qua đại trưởng lão và nhị trưởng lão trừ lần đó ra hôm nay đến còn có thêm hai người một người có làn da trắng nõn ánh mắt sắc bén là con cả của tộc trưởng thẩm bình còn có một phụ nhân mặt dài là vợ của thẩm bình mạc thị tổng quản phủ là mộc sâm ở một bên chiêu đãi bên cạnh là một vài gã sai vặt và nha hoàn toàn bộ chính sảnh đều đứng đầy người quang cảnh như một thẩm vấn đường Vân Khanh biết đây là tộc trưởng bọn họ cố ý bố trí, kể từ đó, liền có thể ở trong lòng người khác tạo ra một khí thế bức người, nhưng bọn họ nghĩ sai rồi, nơi này là Thẩm phủ, cho dù nhiều người hơn nữa đứng ở chỗ này, cũng là ở trong phòng của Thẩm phủ, Vân Khanh sẽ không cảm thấy có một chút bất lợi mà thấy không được tự nhiên. Lúc Vân Khanh vừa vào cửa, Mạc thị liền lớn tiếng hô: "A, à, như thế nào đến là Vân Khanh a, à, nương ngươi đâu?" Theo tiếng la của bà ta, ánh mắt của mọi người đều quét tới nhìn Vân Khanh, bị nhìn chăm chú như vậy. Thải Thanh đi phía sau Vân Khanh đều cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng Vân Khanh cước bộ vẫn trầm ổn thoải mái tiến vào, khí định thần nhàn, không chút nào bối rối. Vân Khanh tham kiến các vị biểu thúc bá, nàng nhợt nhạt cười, đối với mọi người nhẹ nhàng thi lễ, sau đó mới ngẩng đầu lên, ánh mắt ở trên mặt từng người đảo qua hôm nay nàng vì đối mặt với những tộc nhân này cố ý mặc một bộ váy vân tuyết bằng gấm đỏ thẫm thiêu vân màu vàng ôm ngang ngực bên ngoài khoác một chiếc áo ngoài bằng lụa mỏng màu trắng bạc mái tóc đen được giữ vào cây lược tạo thành một búi tóc hình tròn trên búi tóc còn có một cây châm sắc nhọn bằng sừng tê giác trừ những thứ đó không còn vật phẩm trang sức nào khác mặc dù không kim quang trói lọi nhưng khuôn mặt nàng bình tĩnh hai tay dao ở trước ngực ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn mọi người Vô hình phát ra khí chất nghiêm nghị, trước phần đông trưởng bối trong sảnh, cũng không có nửa điểm yếu thế. Mạc thị vốn tưởng rằng lần này đến đây, Tạ thị sẽ luống cuống tay chân, ai ngờ đến là Vân Khanh, trong lòng vốn vui vẻ, không nghĩ tới đối phương sau khi tiến vào, nửa câu cũng không nói, làm cho bà ta cảm thấy xấu hổ. "Vân Khanh, ta đang hỏi ngươi đó, nương ngươi đâu?" Giọng nói của bà ta nhất thời có chút không tốt, lặp lại câu trước mẹ ta thân thể không khỏe đang nằm trên giường nghỉ ngơi nghe những lời này trong tộc mọi người đáy mắt đều hiện lên một tia vui mừng lão phu nhân hôm qua đã ngã bệnh ngày hôm nay tạ thị thân thể cũng không khỏe vậy trong phủ chỉ còn lại đứa con gái trước mặt cùng hai đứa trẻ đang gào khóc thẩm ra như vậy thì dùng cái gì mà khiến bọn họ sợ hãi nữa xử lý đống thịt béo này còn không phải là dễ như chờ bàn tay muốn cắn thế nào thì cắn thế ấy sao trong lòng mừng thầm nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn phải có. Mạc thị mang theo ân cần hỏi han, nương ngươi thân mình không khỏe, ngươi hẳn là phải nên chiếu cố nhiều hơn mới đúng. Nay cha ngươi đã muốn mất, nếu nương ngươi cũng không xong, vậy vân khanh ngươi có thể. Mạc thị tự hồ khổ sở nói không ra lời, cầm khăn chấm chấm khóe mắt. Đây là chuẩn bị đánh ván bài tình thân sao, vừa lên đến liền chơi chiêu thức ấy, xem ra là trước khi cưỡng đoạt vẫn muốn tiên lễ hậu binh. Vân Khanh nhìn bộ dáng của bà ta, thản nhiên cười cười, làm phiền đường cữu bà, bà bác bên ngoài, quan tâm, mẹ ta thân thể chỉ là nhất thời mệt nhọc, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi, đã khiến bà thất vọng. Tuy rằng mặc thị tuổi không lớn, nhưng theo vai vế, cho dù là thẩm mậu cũng phải kêu bà ta là thím, trước lúc muốn trở mặt, Vân Khanh cũng muốn khách khí đôi chút. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn